Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Ngẫm TV Xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Giải mã tiên tri Fatima về ngày tặng thế Chỉ cách đây vài ngày Một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra ở Fama Phía đông bắc của Ohio, Hoa Kỳ Bức tượng đức mẹ Fatima ở đó đã thật sự nhắm mắt lại Rồi lại mở mắt ra Như thể là đang chớp mắt Một nhân chứng trực tiếp chứng kiến cảnh thần kỳ này Đã cho biết Tôi biết đó là một phép lạ Vì tôi đã nhìn thấy bà suốt buổi sáng đôi mắt nhắm lại theo đúng nghĩa đen ý tôi là bạn thật sự thể nhìn thấy lông mi của đức mẹ rủ xuống <laughs> Cathy Moran, chủ tịch chi nhánh tông đồ Fatima, thế giới tại Hoa Kỳ cũng đã chụp hai bức ảnh bức tượng đức mẹ Fatima mở mắt và nhắm mắt, sau đó đã tải lên mạng xã hội để chia sẻ với mọi người. Bà Moran tin rằng những phép lạ do đức bức tượng đức mẹ thực hiện là lời cảnh báo cho thế giới, vậy tượng đức mẹ Fatima muốn cảnh báo điều gì với mọi người? Đức Mẹ Fatima. Khi nhắc tới Fatima, nhiều khán giả có thể nghĩ ngay đến lời tiên tri Fatima về một phép lạ được hơn 70.000 người chứng kiến. Vào ngày 13 tháng 5 năm 1917 tại thị trấn nhỏ ở Fatima, Bồ Đào Nha. Cô bé chăn cừu 10 tuổi, tên là Santos, em gái họ là Zita Mato và em trai họ là Francis Mato đang chăn và thả đàn gia súc trong thung lũng, bỗng nhiên đàn cừu dừng lại lúc này trên bầu trời xuất hiện một người mặc áo trắng, toàn thân tỏ ra hào quang chói mắt, vô cùng thần thánh và ba anh em Chăn Cầu đã tin rằng người phụ nữ này chính là Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ đã nói với ba đứa trẻ Chăn Cầu rằng các con hãy cầu nguyện hàng ngày để thế giới chấm dứt chiến tranh. Ta hy vọng các con sẽ đến nơi này để gặp ta cùng thời gian này, vào ngày 13 hàng tháng cho đến tháng 10. Ban đầu thì người lớn đã không tin vào lời của ba đứa trẻ nhưng vì tò mò nên một số người dẫn theo ba đứa trẻ đến thông lũng. Vào ngày 13 tháng 6, mặc dù người lớn không nhìn thấy đức mẹ Maria xuất hiện, nhưng ba đứa trẻ nói đức mẹ đã xuất hiện và bảo chúng rằng cần phải đọc kinh cầu nguyện hàng ngày và nói với Lucia rằng ta sẽ sớm đưa Francisco và Jacitan về chờ còn con con sẽ ở lại thế gian này một thời gian Chúa Giêsu muốn dùng con để lan truyền cho mọi người biết ta và yêu mến ta Đức Mẹ còn yêu cầu Lucia học chữ để loan báo những lời của Đức Mẹ đến cho mọi người. Những người đi theo không nhìn thấy và nghe thấy gì. Họ chỉ nhìn thấy cành cây nhỏ của cây sồi mà Đức Mẹ đứng chịu xuống, bởi sức nặng rồi đột nhiên bật lên khi Đức Mẹ rời đi. Do đó, các tháng sau này thì ngày càng có nhiều người đến thung lũng vào ngày 13 tháng 10. Năm đó là lần thứ sáu cũng là lần cuối cùng mà Đức Mẹ đồng ý gặp ba đứa trẻ đã có khoảng 70.000 người đã đến thung lũng, trong đó có cả những phóng viên đến chụp ảnh. Đưa tin, nhiều người có mặt mô tả rằng lúc đầu bầu trời bị bao phủ bởi mây đen và mưa, đột nhiên các đám mây tách ra và có một mặt trời quay tròn xuất hiện phát ra nhiều ánh sáng, nhiều màu sắc khi quay lại một lúc thì mặt trời đột nhiên từ trên trời rơi xuống lao xuống mặt đất theo như quỹ đạo hình chữ ếch rồi đột nhiên bay lên trời và quay trở lại vị trí ban đầu Quần áo của người dân ướt sũng vì mưa đã khô ráo một cách kỳ diệu. Việc lạ đã xảy ra trong 10 phút, sau đó mọi người trở lại bình thường. Hiện tượng này được hầu hết đám đông chứng kiến và một số người ở cách đó mấy dặm cũng đã nhìn thấy sự kiện này được gọi là phép màu của mặt trời. Và nhiều người đã tin rằng đó là sự hiện diện của Đức Mẹ Maria trong những lần đầu Đức Mẹ xuất hiện. Đó là Đức Mẹ đã nói với các em ba lời tiên tri. Lucia đã tiết lộ lời tiên tri thứ nhất và thứ hai cho công chúng biết từ rất sớm là tiên tri thứ nhất đã nói rằng hai đứa trẻ chăn cù là Jacinta và Francisco sẽ sớm rời thế gian. Là tiên tri thứ hai thì nói về điềm báo và thời điểm của Thế chiến thứ hai. Cả hai lời tiên tri này đều được ứng nghiệm một cách chính xác. Và lời tiên tri thứ ba thì ban đầu Đức Mẹ đã yêu cầu Lucia công bố nó vào năm 1960. Nhưng tòa thánh đã quyết định không cho phép công bố mãi đến ngày 13 tháng 5 năm 2000 thì là tiên tri thứ ba mới được công bố cho thế giới Lucia đã mô tả là tôi nhìn thấy một giám mục mặc áo trắng Tôi nghĩ ông ấy là đức thánh cha cùng với các giám mục lên một tín đồ nam nữ khác Đang leo lên một ngọn núi Dốc đến núi là cây thánh giá lớn được làm bằng gỗ hoàng bách Trước khi đi đến đỉnh núi thì đức thánh đã lọn chặn đi qua một thành phố lớn Nửa quan tàn nửa rung chuyển vì động đất Ông đau đớn buồn bã cầu nguyện cho linh hồn của những xác chết mà ông đi qua sau khi đến đỉnh thì ông đã quỳ xuống dưới cây thánh giá lớn một nhóm lính đã bắn ông bằng đạn và mũi tên giết chết ông tương tự như vậy các giám mục linh đồ linh mục và tín đồ nam nữ lần lượt chết giáo dân thuộc mọi tầng lớp và chức vụ khác nhau cũng chết bên dưới thánh giá là hai thiên thần mỗi người cầm một mùi nước thánh pha bằng pha lê họ lấy máu dị đạo và rỉ lên các linh hồn đang hướng về thiên chúa và lời tiên tri thứ ba Lờ tiên tri thứ ba còn gọi là lờ tiên tri Fatima đã có nhiều cách giải thích và cách giải thích hiện nay được nhiều người cho rằng hợp lý đó là Đức Mẹ ban cho Lời tiên tri về ngày tặng thế. Đức Mẹ đã dùng những phương tiện tượng trưng để thể hiện sự suy si tàn của tôn giáo, sự đại đào thải trên toàn thế giới mà con người phải trải qua. Đồng thời với sự cứu chuộc cuối cùng tượng Đức Mẹ Fatima ở Pama Hoa Kỳ, mà chúng ta đã nói ở đầu video là một bức tượng được làm dựa trên hình ảnh của Đức Mẹ được các em bé chăn cù mô tả. Bây giờ Đức Mẹ chớp mắt có phải là đang nhắc nhở mọi người hãy chú ý đến lời tiên tri thứ ba tức là lời tiên tri cuối cùng. Rất lâu trước sự kiện Fatima, một nữ tu người Pháp, Marie Julie Chani cũng đã đưa ra một lời tiên tri đáng kinh ngạc về ngày mặt thế và những gì bà đã nói cũng giống với lời tiên tri của Fatima là tiên tri đã được đưa ra vào hơn một năm trước. Bà sinh ngày 12 tháng 2 năm 1850 tại Rennes, Pháp trong một gia đình nông dân chăm chỉ và ngoan đạo. Khi cô được 3 đến 4 tuổi thì gia đình chuyển đến La là con cả trong gia đình có 5 người. Marie bắt đầu tham gia công việc nội trợ ở trang trại từ khi còn nhỏ, chăm sóc các em của mình, sức khỏe của cô rất kém. Vào ngày 6 tháng 1 năm 1873, Mary đã lâm bệnh, bác sĩ đã chẩn đoán cô bị ung thư dạ dày hoặc là lao ruột và có thể mắc sớm đến ngày 22 tháng 2. Gia đình quay quần bên giường bệnh của Mary chuẩn bị nói lời từ biệt cuối cùng với cô. Cô rơi vào hôm nay khi mọi người tưởng đã mắc thì cô lại tỉnh lại. Cô nhìn gia đình mình đang khóc buồn và nói với họ đừng khóc, con sẽ không chết. Sau đó Mary mô tả rằng cô đã nhìn thấy đức mẹ đến với cô trong bộ quần áo trắng tinh, đội dương miệng nói với cô rằng cô sẽ bình phục vào ngày 2 tháng 5. Kỳ lạ là sau đó Mary, người vốn sắp chết lại thật sự dần dần khỏe trở lại. Vào ngày 15 tháng 3 năm đó, Mary cho biết cô đã gặp lại đức mẹ và người nhẹ nhàng hỏi xem liệu cô có chịu nhận dấu thánh không. Điều này có nghĩa là khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, tay chân, tim, đầu và lưng của Ngài đều bị thương và một số tín đồ công giáo sẽ chịu những vết thương, vết sẹo, đau đớn ở những bộ phận tương tự. Việc này được gọi là chịu nhận dấu thánh. Và Mary đã chấp nhận điều này. Ngày 22 tháng 3 trước sự chứng kiến của nhiều nhân chứng, một tia sáng đã chiếu vào tay chân và một bên cơ thể của Mary, để lại những vết thương trên cơ thể của cô. Việc này ngay lập tức gây chấn động khu vực sinh sống của Mary vào ngày 7 tháng 10 và ngày 25 tháng 11 năm sau. Mary cũng lần lượt bị thương ở đầu và dai. Những vết thương này vẫn ở lại với bà cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Vào năm 1941, ngoài việc mang dấu thánh, Mary còn trải qua một số hiện tượng đáng kinh ngạc, chẳng hạn như bắt đầu sống mà không cần ăn uống gì. Mary đã trải qua 94 ngày không ăn uống lần đầu tiên, trong khi lần thứ hai, bà không ăn uống gì trong 5 năm, 1 tháng và 22 ngày. Và Mary cũng bắt đầu có khả năng tiên đoán. Bà đã cho biết rằng Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần và cho phép bà thấy được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Ví dụ ngày 26 tháng 10 năm 1877, Marie cho biết bà đã nhìn thấy hai mảnh đất từng thuộc quyền cai trị của Đức được trả lại cho Pháp sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc vào năm 1919. Theo như hiệp ước, Đức thật sự trả lại hai vùng đất đang tranh chấp cho Pháp sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc khi mọi người còn đang đắm chìm trong niềm vui lập lại hòa bình vào ngày 16 tháng 11 năm 1920. Mary đã tiên đoán sẽ xảy ra Thế chiến thứ hai. Ngoài ra thì Mary còn dự đoán chính xác chiến tranh Angari từ năm 1954 đến năm 1962. Vào ngày 17 tháng 12 năm 1881, Mary đã nói Đức mẹ Maria đã nói với bà rằng thời đại tội lỗi đã bắt đầu và nhiều bà mẹ sẽ tàn nhẫn với những đứa con vô tội của mình. Vào thời điểm đó, người ta không thể hiểu câu nói này có ý nghĩa là gì. Và đến những năm 1960, nhiều nước châu Âu trong đó có Đức, Pháp, Ý đã bắt đầu cho phép phá thai. Marie cũng dự đoán rằng nước Pháp sẽ có người Hồi giáo nhập cư. Hiện nay người ta đã bắt đầu thấy được những dấu hiệu ấy, không chỉ ở Pháp mà còn ở Đức và Anh, thậm chí nhiều người còn kêu gọi thực thi luật Hồi giáo. Vì vậy có thể chúng ta tò mò Marie có thể đưa ra dự đoán nào về tương lai của thế giới hay là không? Điều đó thật sự là có, thảm họa ngày mặt thế. Marie đã cho biết thế giới sẽ bị trừng phạt trong tương lai vì đã xúc phạm đến Chúa. Những hình phạt này đầu tiên sẽ rơi vào Pháp và sau đó sẽ lan sang phần còn lại của thế giới. Một số người có thể thắc mắc tại sao hình phạt này lại rơi vào nước Pháp trước tiên. Trong video tiết mục gây sốc ở Thế vận hội Paris gây ra làn sóng chỉ trích trên toàn cầu mà chúng ta đã nói trong những video trước thì chúng ta có thể thấy lễ khai mạc Thế vận hội Paris năm 2024 có nhiều yếu tố phản chúa một trong những phân đoạn biểu diễn thậm chí còn yêu cầu một người mẫu chuyển giới và một ca sĩ khỏa thân bắt trước cảnh trong bức tranh nổi tiếng bữa tối cuối cùng của danh họa Leonardo da Vinci. Ngoài ra trong lễ bế mạc Olympic, một nữ thần không có đầu và bị gãy đôi cánh đã xuất hiện. Chẳng phải tất cả những điều này đều xúc phạm tới Chúa một cách trắng trợn trước toàn thế giới hay là sau những lời tiên tri vào ngày 20 tháng 9 năm 1877 và ngày 4 tháng 1 năm 1884 đã nói về những ngày đen tối như là động đất, mắt mùa, bão lục, sự lây lan nhanh chóng của những bệnh dịch chưa biết đến và mưa máu sẽ tàn phá thế giới. Mary không cho biết tất cả những điều này sẽ kéo dài trong bao lâu, nhưng bà đã cho biết rằng những hình phạt này mang tính toàn cầu và sẽ tiếp tục xảy ra. Kết quả là trái đất sẽ trở nên quan tàn, dân cư trở nên thưa thớt, người ta sẽ phải đi bộ rất lâu mới gặp được người khác. Theo như các nhà tiên tri khác nhau, dường như đều nói về những điều tương tự, mặc dù lời tiên đoán về thảm họa nghe có vẻ là đáng sợ nhưng những nhà tiên tri cũng cho biết đây không phải là ngày tận thế và nhân loại vẫn còn hy vọng. Ví dụ như Marie đã cho biết sau khi triều đại địa ngục kết thúc sẽ có những dấu hiệu trên bầu trời, vị thánh dương sẽ xuất hiện và sẽ có sự cai quản thiên liêng trên trái đất. Mặc dù Marie không nói một cách rõ ràng, nhưng từ những mô tả của bà ấy có vẻ rõ ràng, vị thánh dương này sẽ cai quản thế giới không chỉ một quốc gia hay là khu vực nhất định. Trên thực tế, những lời tiên tri cổ xưa từ phương Đông và phương Tây cũng đã đề cập rằng Đức Chúa Trời sẽ trở lại vào thời kỳ cuối để cứu cho con người khỏi thảm họa. Ví dụ như trong kinh Phật có ri rằng Đức Diễn Lương Thánh Dương sẽ giáng thế để cứu độ chúng sanh nhân gian, cũng lưu truyền câu nói rằng Đức Phật Di Lặc tương lai sẽ giáng thế. Còn ở phương Tây có lời tiên tri rằng đấng cứu thế sẽ đến thế gian. Theo như một số chuyên gia và học giả đã xác minh rằng những vị Phật Chúa đấng cứu thế có tên khác nhau này thực chất là một vị do các văn hóa khác nhau các khu vực khác nhau, các tín ngưỡng khác nhau mà người ta gọi với các tên gọi khác nhau mà thôi. Và các bạn có ý kiến như thế nào về nhận định trên và suy nghĩ như thế nào về tiên tri của Fatima? Xin hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Và một lần nữa mình cũng xin quý vị và các bạn hãy lưu ý Dự ngôn hay là tiên tri là một dạng thông điệp mở quá mà hàng ngàn năm nay các bậc thần linh thường sử dụng để truyền thông điệp lời cảnh báo đến thế gian. Tuy vào cách giải mã khác nhau cũng như là hiểu biết từng thứ khác nhau mà người nhận thông điệp sẽ cách truyền đạt khác nhau đến thế gian đó cũng là nguyên nhân chứng kiến khiến cho các lời tiên tri có các phiên bản bắt đồng và chắc chắn không có lời tiên tri nào có thể là chính xác 100% Thế nên chúng ta hãy nên tham khảo tiên tri từ nhiều nguồn khác nhau đồng thời dựa vào kinh nghiệm thực tế để hiểu biết cá nhân và rút ga nhận định cho riêng mình và hãy luôn nhớ rằng sống thiện lương chân chính và giữ đức tin và tân theo lời dạy của các bậc thánh nhân mới là bí quyết thật sự giúp cho chúng ta và gia đình bình an vượt qua mọi đại nạn và video đến đây cũng đã kết thúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo nếu thấy hay xin hãy cho một like và một chia sẻ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo